Thấy Hoa. Đây là cống bãi cửa cho Vinh nghe các bạn. Đây, nước đang lớn nha các bạn, thủy chiều đang lên nha. Đúng ra là cống này đóng hết cửa nhưng mà hôm nay có một sự cố nhỏ nhỏ là cái cánh cửa ở bên kia nó bị sự cố, nó không khép được nên nước nó chảy thế này nè các bạn. Đó. Kinh khủng luôn. Đó. Quá chảy luôn. Để mình ra ngoài xa xa mình quay cái cống cho các bạn xem nha. Đẹp. Hai mực nước bên trong bên ngoài nó chênh lệch nhau đó rồi, các bạn thấy không? Rồi mình đi nha, bắt đầu di chuyển nha. Đó, tiếp không này nè, xa xa có mấy cây dừa đang neo đậu đợi mực nước bên trong bên ngoài và nó cân bằng rồi, bắt đầu mới mở cửa nha các bạn. Thì mà những chiếc ghe nó mới đi ra ngoài được. Ngoài đây cũng vậy luôn, ở ngoài khu vực phía ngoài cũng vậy luôn đó, có nhiều xà lan đang neo đậu, nó đang đợi nước bên trong và bên ngoài nó cân bằng nhau mới mở cửa được nha các bạn. Đó, neo đậu rất là nhiều nha các bạn. Đây, cái cửa này đang đóng, mình đang đi trên cái cửa đang đóng nha. Cái cánh cửa này được làm chất liệu inox 3/4 chống nước mặn nha các bạn, không bị rỉ sét nha các bạn. Đây. Còn hai cái cửa chính này nha các bạn, được 4 cái ben thủy lực dài cũng như thế này, ben nó lên nó chảy thì ghê không các bạn, quá ghê. Gần lại nè, đó quá ghê luôn các bạn ơi, nước chảy cuồn cuộn các bạn ơi, là khủng khiếp luôn các bạn ơi. Đó. Bạn thấy kinh khủng không? Quá dữ luôn. Đây, bắt đầu mình di chuyển ra nha các bạn. Di chuyển ra cái cống đang mở các bạn. Đây là cái ben nè. Tiếp tục di chuyển ra. Quá giờ chảy rồi, nước giờ dâng lên khá là cao, tình hình như thế này chắc khoảng 8 giờ tối đó, thì cái nước trong với ngoài nó mới cân bằng nhau nha các bạn. Đó, cái cánh cửa này bị hư rồi, không khép lại được nè. Mấy anh quản lý cống mới vừa sửa xong chỗ này. Quá dữ luôn, quá ghê không bạn, khủng khiếp. Nước chảy như này ghe xuồng vào chắc chắn là nó chìm liền, không thể nào qua được, cho nên không có chiếc nào dám qua nha các bạn. Nước này là rất là chảy xiết, mình đứng tại chỗ này nên mình còn cảm thấy rung rò đó các bạn.
có anh Phạm Khánh Vĩnh Long nha các bạn. Đây là YouTuber Phạm Khánh Vĩnh Long nha các bạn. Bữa nay có một mình anh Phạm Khánh xuống đây quay thôi à. Tại vì hiện tại giờ là chưa có mở hết cửa, thật ra không có ghe tàu nào ra đây quay hết, không ghe tàu nào di chuyển ra vào hết, cho nên không có YouTuber nào xuống đây quay hết các bạn ạ. Cái này luôn các bạn, nước chảy cũng nhanh luôn. Không phải là YouTuber chuyên nghiệp các bạn, hôm nay chủ nhật mình không có làm cho nên mình nghỉ, muốn tham quan cái cổng này chơi, quay lại làm kỷ niệm thôi. Đây, mực nước ở ngoài và mực nước ở trong trên lệch nhau rất là rõ rệt. Đó. Đây là mực nước ở bên ngoài. Đây là mực nước bên trong. Đấy, ở bên trong mực nước rất là thấp. Bên ngoài mực nước rất là cao các bạn. Đó. Các bạn dễ dàng nhìn thấy. Đây. Đây là cái ben thủy lực. Ben thủy lực cái ben cái cánh cửa chính này lên nha các bạn. Ben rất là dài. Tiếp. Các bạn từ Đồng Tháp mà mình chạy xuống này câu cá, cuối cùng không có con cá nào cho nghe các bạn. Đây ngoài xa xa kìa, ghe tàu đang neo đậu các bạn.
đang neo đậu đây đợi mở cống nha. Rồi đi vào nha các bạn. Mấy giờ rồi? Hơn 3 giờ chiều nha các bạn. Giờ mình đi về thôi. Về tới Nha Mân chắc khoảng 2 tiếng, 2 giờ đồng hồ. Đây là, đây là cái bên nha các bạn, T-Bend. Đó. Cái bên cao sót vót luôn. Quá wow. Nước chảy quá là xiết. Rồi đi vào thôi. Đây, đây là cái cánh cửa mà không sử dụng nữa, nên đi xét người ta thay ra, ta để như thế này. Cửa cống đó. Ồ, đây cửa cống đây. Cửa cống nha các bạn. Ồ, cửa này nó cao ghê luôn. Nào nguyên, này là nguyên cái cửa cống à. Đó, cửa cao thế này nè. Ồ, cái chiều cao rất là khủng.